Trước tình trạng nhiều địa phương không cấm người dân về quê đón Tết nhâm dần, nhưng mỗi nơi áp dụng những quy định phòng chống dịch khác nhau. Mục cùng suy ngẫm báo nhân dân số ra hôm nay có bài viết khắc phục sớm việc trên mở dưới đóng. Nhiều chuyên gia cho rằng cách làm của các địa phương mỗi nơi một phách này thể hiện sự hiểu biết chưa sát sao về dịch bệnh và thành quả chống dịch, dựng lên rào cản đối với người dân có nhu cầu chính đáng về quê đón Tết và khiến cho việc phục hồi du lịch vẫn rất khó khăn. Các địa phương cần thực hiện thống nhất quy định kiểm soát dịch, gỡ các rào cản đối với việc đi lại của người dân, cũng như là thực hiện thông tin minh bạch rõ ràng về tình hình mở cửa đón khách. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc sớm mở cửa trường học trở lại sau Tết Nguyên đán nhâm dần, các bộ, ngành và địa phương đang gấp rút chuẩn bị phương án kịch bản đón học sinh. Theo quan điểm của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế tại hội thảo trực tuyến toàn quốc về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, hiện đã hội đủ các điều kiện để mở cửa trường học và không thể trì hoãn. Lãnh đạo các bộ ngành các chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần điều chỉnh việc mở cửa trường học một cách an toàn trong đại dịch COVID-19. Muôn kiểu điều trị hậu Covid-19 trên mạng là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo Tuổi trẻ số ra hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh có gần 500.000 ca mắc Covid-19, trong đó hơn 300.000 người đã xuất viện. Nhu cầu chăm sóc về sức khỏe hậu Covid-19 đã được quan tâm. Nhiều người bệnh lo lắng với các di chứng hậu Covid-19, lợi dụng tâm lý hoang mang của bệnh nhân, hàng loạt phương pháp điều trị hậu Covid-19 được giao tràn lan trên các trang mạng xã hội. Theo các chuyên gia y tế thì điều này có thể bỏ lỡ mất thời gian vàng điều trị, nguy hiểm đến sức khỏe của người bệnh. Người dân và các nhân viên y tế sẽ được hưởng lợi rất nhiều khi bệnh viện tự chủ, đó là điều chắc chắn. Tuy nhiên, cơ hội luôn đi cùng với thách thức. Vụ việc tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh là minh chứng về rủi ro khi vội vàng đưa ra nhận định về nguyên nhân nợ lương nhân viên y tế. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam phân tích, nguyên nhân thứ nhất là do bệnh viện thực hiện tự chủ cho điều kiện chưa có sự chuẩn bị đầy đủ về pháp lý, con người, tổ chức bộ máy và sự thống nhất, cũng như là nhận thức về tự chủ. Thứ hai, tự chủ của bệnh viện tuệ tính ở một lĩnh vực hết sức đặc thù, đó là chuyên ngành y học cổ truyền. Đây là đơn vị đầu tiên tự chủ nên chưa có đơn vị đi trước để rút kinh nghiệm và học tập. Thị trường xám hay chợ xám là tên gọi của thị trường phi chính thức hay thị trường hàng trôi nổi. Đây là thuật ngữ kinh tế chỉ các hoạt động trao đổi hàng hóa hợp pháp nhưng không chính thức, không được ủy quyền và nó nằm ngoài kênh phân phối của nhà sản xuất, ngoài ý muốn của các cơ quan quản lý nhà nước điều tiết thị trường thị trường sám rất hấp dẫn đối với người tiêu dùng tuy nhiên nó cũng ẩn chứa rất nhiều bất cập về vấn đề hàng thật hàng giả khâu bảo hành cho sản phẩm và quan trọng nhất là nó làm cho nhà nước mất đi một nguồn thu quan trọng vì khó có thể thu thuế với các giao dịch trong thị trường sám do vậy để hạn chế sự bành trướng thu hẹp thị trường sám việc thay đổi tâm lý người tiêu dùng là điều rất quan trọng song song với vấn đề người tiêu dùng và các hãng là câu chuyện siết chặt quản lý Báo Kinh tế và Đô thị số ra hôm nay có bài Người trồng đào phấp phỏng ngóng khách. Chỉ còn hơn chục ngày nữa là tới Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, tuy nhiên thời điểm này thị trường hoa cây cảnh trưng Tết vẫn ảm đạm. Nhiều nông dân không khỏi lo lắng suốt ruột vì tiền của công sức bỏ ra cả năm nay có nguy cơ thua lỗ. Trước tình hình giá giảm, sức mua chậm, nhiều hộ trồng hoa cây cảnh tại Hà Nội đã linh hoạt trong cách thức bán hàng. Để phục vụ khách chu đáo, tăng khả năng cạnh tranh, không ít chủ vườn còn áp dụng thêm cả hình thức vận chuyển và bảo hành trọn gói với giá ưu đãi.